Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin được phát sóng trên kênh youtube chính thức của báo điện tử Việt Nam Net Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn trên diện rộng vào giữa tuần này Tuy nhiên trước đó thời tiết ở khu vực Bắc Bộ vẫn sẽ nắng nóng có những nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao, độ ẩm tương đối thấp Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Ngày 17 và 18 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 17 giờ. Chỉ số tia UV trên cả nước ngưỡng gây hại rất cao, người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc áo à chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ còn duy trì đến khoảng ngày 19 tháng 7, sau có xu hướng giảm dần. Trung bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài đến ngày 20 tháng 7. Bắc Bộ từ chiều tối và đêm từ 19 đến 22 tháng 7 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm ngày 20 đến 23 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Trung bộ từ đêm 20 đến 23 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện nhưng không gây gắt và kéo dài. Trạng thái này khả năng tập trung nhiều hơn trong khoảng cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Còn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên không có nắng nóng, chiều tối có mưa rông nhiệt ở nhiều nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 20 đến 24 tháng 7, chiều và tối có mưa rào rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Về tình hình mưa bão, mùa bão năm nay được nhận định đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Đến nay, Biển Đông ghi nhận một cơn bão, bão Trà Bà. Dù đến muộn nhưng mùa bão năm nay được nhận định phức tạp, khó lường do tác động của trạng thái La Nina vẫn còn duy trì đến hết năm 2022. Theo nhận định, từ nay đến hết năm, Biển Đông có khoảng 9 đến 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm ở cùng thời kỳ. Dự báo gần nhất cho thấy, từ nay đến khoảng mùng 10 tháng 8, trên Biển Đông có thể đón từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Cũng do tác động của La Nina, từ tháng 10 đến tháng 11, khu vực ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên nguy cơ cao xảy ra mưa lớn rồn rập. Kịch bản bão trồng bão, mưa trồng mưa, lũ trồng lũ như năm 2020 có thể tái diễn, kéo theo đó là nguy cơ ngập úng, sạt lở đất. Không khí lạnh năm nay có khả năng hoạt động sớm và nên nhiệt độ các tháng đầu đông ở miền Bắc được dự báo thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm.